Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tường thuật cho anh em trận chung kết tam đấu tại server Trung Quốc của cái đại hội Võ Lâm nha anh em ơi. Bây giờ thì mình có lẽ là mình sẽ cho anh em xem về những cái chiến đội với mốc lực chiến như thế nào. Rồi, có lẽ là mình sẽ đi từ bên trái sang bên phải luôn nha. Đầu tiên là lôi đài số 1, chúng ta sẽ có một team đó là 49, 46, 44 với hai tiêu dao, một huyền thủy anh em ạ. Sẽ đánh với một cái team đó là 38, 37, 35 thì chắc chắn là cái team ở trên này thắng rồi ha. Mình sẽ chọn cái team ở trên, đó là cái team này. Rồi, tiếp tục lôi đài số 2 thì mình sẽ có chiến đội gì đây? 40, 42 và 43 anh em ạ. Sẽ đánh với một chiến đội là 32, 36, 42. Rồi, vậy thì cứ ưu tiên lực chiến cao anh em ơi. Mình sẽ chọn chiến đội này nha. Ok. Tiếp tục lôi đài số 3, chúng ta sẽ có chiến đội đó là 44 triệu, 44, 42, rất đồng anh em ạ, rất đồng. Và sẽ đánh với một chiến đội đó chính là 33, 40, 39. Rồi cái này thì cái kèo trên này có lẽ là mình sẽ chọn kèo trên nha, mình sẽ lựa chọn cái team này. Rồi tiếp tục đó là lôi đài số 4, chúng ta sẽ có chiến đội là 44, 48, 50, wow, có cả 50 triệu lực chiến nữa anh em ạ. Đánh với một team đó là 35, 40, 39. Rồi, kèo trên chắc chắn là win, do đó mình sẽ chọn kèo trên này. Đa số là anh em thấy là mình đều chọn kèo trên hết em ơi. Tiếp tục bên cái nhánh bên phải thì chúng ta sẽ có những chiến đội nào đây. Đầu tiên là 48, 49, 47, rất đồng đều luôn, phải nói là ba ạc rất đồng nha anh em. Đánh với một team đó là 36, 32, 30. Rồi, chắc chắn là cái team này chúng ta sẽ win rồi. Tiếp tục lôi đài số 6, chúng ta sẽ có chiến đội đó là 43, 50 và 42 anh em ạ. Wow, đây có cả Thiên Sơn nữa nè. Rồi, và đánh với một cái team đó là 47, 44, 45. Cái kèo này nó khó nha anh em. Khó nha, cái team này rất là đồng. Trong khi team này thì anh em thấy là có 50 triệu. Wow, khá là căng. Thôi thì mình vẫn ưu ái chọn cái team ở trên này bởi vì team ở trên có 50 triệu lực chiến. Rồi, tiếp tục lôi đài số 7, chúng ta sẽ có team 45, 44, 45, cũng là một team rất đồng đều với nhau, sẽ đánh với một team là 36, 35, 36, chắc chắn là cái team ở trên này rồi, mình sẽ chọn nhánh trên. Tiếp tục ở lôi đài cuối cùng, lôi đài số 8, chúng ta sẽ có team 49, wow, 54 triệu lực chiến và 50, team này khá mạnh nha anh em, phải nói là team này có vẻ như đang áp đảo lực chiến, đánh với một team đó là 34, 31, 40. Như vậy mình sẽ chọn cái team nhánh trên này luôn. Ở đây có mấy anh em hỏi mình đó là 32x2 cái rương này nghĩa là gì. Ở đây thì mình sẽ bầu chọn ở cái thể thức mới của Đại hội Võ Lâm này thì anh em có thể bầu chọn những team nào bước tiếp vào cái vòng tứ kết. Rồi chúng ta có thể chọn tiếp những cái team mà bước tiếp vào cái vòng bán kết và chung kết anh em ạ. Thì có lẽ là bên này mình sẽ chọn tiếp theo. Có lẽ mình sẽ chọn team này. Và bên này thì nhánh dưới này thì mình sẽ chọn cái team khác, mình không nhớ là team nào, để mình xem lại cái nha anh em. Đây đây, cái team này mình thấy ok đây. Rồi, nhánh này thì mình sẽ chọn team này. Bên trên này thì ở lúc nãy đây mình sẽ thấy có một cái team là có 50, 42, 43. Ở trên này thì là 48, 49, 47. Có lẽ team này nó sẽ đều hơn anh em ạ. Do đó ở cái nhánh dưới này mình sẽ chọn cái team này nha. Và ở dưới này, cái đây mình chọn rồi anh em ơi, nó không cho chọn nữa. Rồi bây giờ bắt đầu rồi, không cho mình chọn đây em ạ. Bây giờ mình sẽ vào đấu trường để mình quan chiến cho anh em. Hôm qua thì mình đã bầu chọn và mình được 5 cái rương đây anh em. 5 cái rương, mình bầu chọn đúng được 5 cái rương. Nếu mà anh em chọn đúng hết luôn những cái này chúng ta sẽ được tổng cộng là 32 rương nha. Và bây giờ thì mình không còn được bầu chọn nữa rồi. Anh em sẽ chọn cho tới vòng bên này và tới cả trận chung kết luôn. Bây giờ thì mình sẽ chờ thêm khoảng hơn 2 phút nữa và có lẽ là mình sẽ chạy về cái lôi đài số 7. Không, lôi đài số 6 anh em ạ. Lôi đài số 6 có một trận khá là cân đồng ở đây. Và mình sẽ chạy về lôi đài số 6. 1, 2, 3, 4, 5 và lôi đài số 6 nằm ở đây. Ở lôi đài số 6 chúng ta sẽ có một trận giao tranh giữa một team đó là 43, 50, 42. Trong đó thì có một môn phái là Thiên Sơn. Hai môn phái tiêu dao thức tỉnh, không biết là Thiên Sơn có đổi phái hay không, sẽ đánh với một team đó là 47, 44, 45. Có cả Đào Hoa, Huyền Thủy và cả tiêu dao anh em ạ. Mình hy vọng là những team này sẽ có sự đổi phái nha. Chỉ còn vài giây nữa là trận chung kết đầu tiên bắt đầu rồi anh em ơi. Đây là trận chung kết top 8. Rồi, bắt đầu rồi. Mình sẽ quan chiến. Ôi ôi ôi, mấy anh.
Rồi xong có cái sự bỏ cuộc ở đây anh em ơi. Trời ơi, chơi bán độ thôi, mình chạy lô đài dưới mình coi. Chơi gì mà kỳ cục hà. Có vẻ như là tiêu dao thức tỉnh là một sự lựa chọn khá nhiều cho ở cái mùa đại hội võ lâm năm nay ở bên server Trung Quốc anh em ạ. Bởi vì môn phái có khả năng hồi máu rất tốt, như vậy là kết thúc rất nhanh luôn. Mình sẽ thử tìm hy vọng ở những lô đài khác, xem lô đài số 2 vẫn còn anh em ơi. Lô đài số 4 vẫn còn, mình sẽ chạy vào lô đài số 2 bên này. Như vậy lô đài số 2 cũng đã chấm dứt luôn và các lô đài cũng đã chấm dứt thi đấu rồi anh em ạ. Đã kết thúc. Như vậy anh em thấy là mình đã đoán đúng hết tất cả các chiến đội bước vào vòng trong. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua lô đài số 1 sẽ có chiến đội 49, 46, 54 đánh với chiến đội 40, 42, 43. Kết quả quá rõ. Lô đài số 2 sẽ có chiến đội 44, 44 và 42 đánh với chiến đội đó là 44, 48, 50, cũng một cái kèo rất là đẹp nha. Lô đài số 3 sẽ có 48, 49, 47 đánh với chiến đội là 43, 50, 52. 43, 52. Có lẽ là mình tạm thời ở lô đài số 2 đi ha. Lô đài số 3 đi anh em ạ. Số 3, 1, 2, 3 đây. Bên lô đài số 4 chúng ta sẽ có chiến đội đó là 45, 44, 45 đánh với chiến đội 49, 50, 54 anh em ơi. Như vậy mình sẽ quan chiến lô đài số 3. Cái kèo bên này thì nó cũng có sự chênh lệch nho nhỏ thôi. Nho nhỏ thôi. Không quá nhiều. Nhưng mà chiến đội kia được chiến khá đều. Rồi quan chiến nào anh em ạ. Đây là một bá đao. Đây là một tiêu dao. Như vậy một bá đao kết hợp với hai tiêu dao. Và bên này chúng ta sẽ thấy là một đoàn thị đúng không anh em. Mình thấy là có thiên sơn rồi đó. Đây là đoàn thị đúng rồi. Đây là tiêu dao. Như vậy chiến đội màu đỏ sẽ có một đoàn thị, một thiên sơn, một tiêu dao. Họ lại sử dụng thiên sơn. Như vậy là bên kia đã có một bá đao lên bảng điểm số rồi anh em, đúng không anh em ạ. Chiến đội màu xanh. Đúng là như vậy, chiến đội màu xanh đã có một bá đao lên bảng điểm số rồi. Cứ nghĩ bá đao sẽ làm được điều gì đó, nhưng có lẽ thiên sơn đã khắc chế rất tốt bá đao khi bá đao ở trạng thái búp bự. Và anh em thấy là hiện tại chiến đội màu xanh đang bị áp đảo rất nhiều luôn anh em ơi. Wow, cẩn thận nào. Đoàn thị đang cố gắng dồn đam về những mục tiêu bị yếu máu. Phận rất trâu, anh em thấy là sự khó chịu của tiêu dao thức tỉnh rất trâu anh em ạ. Với khả năng hồi phục máu cực kỳ bá đạo luôn. Đây chính là tiêu dao, đây chính là tiêu dao. Và đây, ủa, mình hơi rối loạn đội hình xíu nha anh em. Đây là thiên sơn đây anh em ạ, đây là thiên sơn đây. Chiến đội màu xanh sẽ có một thiên sơn. Như vậy nãy giờ mình nói nhầm đúng không anh em, bên màu xanh có thiên sơn, không phải là thiên sơn khắc bá đao nha, bá đao vô chết lẹ quá anh em ơi. Rồi thiên sơn kết hợp rồi, như vậy đội màu xanh đã có một thành viên và đội đỏ cũng đã có một thành viên bây giờ. Không, đội đỏ vẫn còn. Wow, anh em thấy là chiến đội màu đỏ vẫn còn 3 thành viên và chiến đội màu xanh hiện tại cũng chỉ còn có 2 thành viên thôi anh em ạ. Vẫn chưa có thành viên lên bài điểm số, lúc nãy mình cứ nhìn nhầm. Có vẻ như thiên sơn là một cái người thoải mái nhất trong cái trận chiến này, bởi vì thiên sơn không bị ai đánh cả anh em ơi. Với khả năng rất trâu, hồi máu cực kỳ bá đạo, nhưng nếu như chiến đội màu xanh không kết thúc được một thành viên chiến đội màu đỏ thì có lẽ là chiến đội màu xanh phải dừng cuộc chơi tại đây. Bởi vì bên màu đỏ vẫn còn 3 thành viên lận. Rồi và như vậy một thành viên nữa của chiến đội màu xanh đã lên bảng điểm số. Bây giờ thiên sơn phải chống chọi với 3 thành viên còn lại và thời gian cũng đã kết thúc luôn em ơi. Wow. Như vậy thiên sơn đã không thể nào lập nên được kỳ tích. Sử dụng thiên sơn là một chiến thuật không đúng đắn. Như vậy anh em thấy là ở bảng trên này chúng ta sẽ có là một đoàn thị, hai tiêu dao thức tỉnh đánh với một team đó là Minh Giáo, tiêu dao thức tỉnh và Huyền Thủy. Mình có lẽ mình muốn xem cái team này đánh với nhau. Rồi lô đài số 1 thì chúng ta tạm thời gác qua nha. Mình sẽ quay trở lại lô đài số 2, bởi vì lô đài số 2 có Minh Giáo nữa anh em ạ. Đoàn thị, hai tiêu dao thức tỉnh kết hợp với tiêu dao Huyền Thủy và Minh Giáo. Liệu Minh Giáo có thể sống sót với một combo của đoàn thị hay không? Và nãy giờ thật sự thì chúng ta cũng không biết là đó có phải là một Minh Giáo hay không, hay là họ đã đổi phái rồi mà chúng ta không biết được anh em ơi.
Rồi, trận chiến chuẩn bị bắt đầu. Ở bên này có một cái ngoại trang rất là đẹp anh em ạ. Trời ơi, mình đứng kế bên mình thèm chảy nước dãi luôn nè anh em. Thôi, chiến đấu bắt đầu rồi anh em ơi, chúng ta quay trở lại với trận chiến nha. Đây là một huyền thủy, đây là một tiêu dao và đây cũng là một tiêu dao. Bên này chúng ta có, đây là phá gì anh em? Phá gì? Đó là đoàn thị, chắc chắn rồi, đoàn thị đặc phòng. Đây là một tiêu dao và đây là một tiêu dao. Như vậy là chúng ta đã xác định được các môn phái. Chiến đội màu đỏ sẽ có một đoàn thị, hai tiêu dao, và chiến đội màu xanh sẽ có hai tiêu dao, một huyền thủy. Wow, một bên có đam, một bên có hỗ trợ. Rất căng, một tiêu dao đang yếu máu rất nhiều rồi, họ có sống sót được không? Và như vậy một tiêu dao của chiến đội màu xanh đã lên bảng điểm số rồi. Không, đó là chiến đội màu đỏ anh em ạ. Chiến đội màu xanh chúng ta vẫn còn hai thành viên. Chiến đội màu xanh với sự hỗ trợ của huyền thủy trâu hơn rất nhiều. Có lẽ như tam đấu sử dụng những môn phái xúc đàm không hiệu quả rồi. Như vậy đoàn thị cũng đã lên bảng điểm số anh em ơi. Chiến đội màu xanh hiện tại còn 3 thành viên và màu đỏ chỉ còn một mình tiêu dao rồi. Kết quả quá rõ ràng luôn anh em ạ. Những trận đại hội như thế này anh em không sử dụng một môn phái hỗ trợ thì đó là một sai lầm rất lớn. Một mình tiêu dao thì làm được gì nào, cố gắng vùng vẫy vẫn rất trâu anh em ơi. Và như vậy thì tiêu dao cũng đã lên bảng điểm số và chúng ta đã có kết quả của hai chiến đội. Như vậy trận cuối cùng sẽ diễn ra giữa một chiến đội đó là 49 triệu, 46 triệu, 54 triệu sẽ đấu với một chiến đội đó là 49, 50 và 54 anh em ạ. Bên này mình nghĩ chắc cũng là hai tiêu dao với một huyền thủy, như vậy là cả hai chiến đội đều có hai tiêu dao và một huyền thủy, một trận đấu rất là cân keo. Cân về cả hệ phái luôn anh em. Đó là lý do vì sao anh em thấy là những trận chiến ở bên server Trung Quốc rất là căng. Bởi vì họ luôn áp dụng những cái chiến thuật, đó là lúc nào trong team cũng sẽ có một môn phái để hỗ trợ. Hoặc đôi lúc những trận chiến họ sẽ áp dụng luôn hai môn phái hỗ trợ kết hợp với một đam. Thì như vậy anh em thấy là chúng ta bảo kê rất tốt cho các thành viên. Và giữa hai team này lực chiến cũng rất đồng đều với nhau nha. Chỉ có một ạc bên này lệch hơn tí xíu là 46 triệu thôi. Cả hai bên đều có một ạc đó là 54 triệu lực chiến em ơi. Như vậy trận chung kết đầu tiên chuẩn bị bắt đầu. Đây là chiến đội màu đỏ. Chiến đội nằm bên nhánh bên tay trái của chúng ta. Và chiến đội màu xanh bên này là chiến đội anh em vừa quan chiến lúc nãy. Thật sự rất khó để xác định được mục tiêu chúng ta sẽ đánh được đầu tiên ở trong đây. Bởi vì trang bị gần như là giống như nhau. Và chỉ có thể đam theo quán tính thôi anh em ạ. Và nếu như mục tiêu nào bị yếu máu thì đó xác định anh em phải chạy rất nhiều. Huyền thủy đã bật băng băng rồi. Rất trâu nha anh em ơi, phải nói là những hạt này rất trâu. Đánh mãi vẫn không mất máu anh em ạ. Rồi, huyền thủy lại tiếp tục bật bàn băng lên. Ông nào chơi phát lì xì tôi giận nha. Cả hai bên vẫn chưa có thiệt hại về quân số. Chúng ta thấy là cả hai bên vẫn còn đang giữ quân số rất tốt. Mình nghĩ có lẽ trận chiến này sẽ phân thắng bại dựa vào kết quả lượng sát thương anh em ơi. Như vậy tiêu dao đã ra để ngồi thiền rồi. Chúng ta vẫn còn chiến đấu bên trong này. Dường như là chiến đội màu xanh đã mất một thành viên đúng không anh em? Không, chiến đội màu xanh vẫn còn em ạ. Mình hơi bị nhầm lẫn chút xíu. Hết hồn, cứ nghĩ là nó đã bốc khói lúc nào mình không hay anh em ơi. Quả lọn. Rồi, đâm chọt các kiểu luôn. Tiêu dao càng mất máu thì càng trâu, càng mất máu né tránh càng cao. Càng mất máu thì cái lượng kháng tất cả được tăng càng nhiều anh em ơi. Và khả năng hồi phục máu của tiêu dao thì anh em biết rồi, cực kỳ bá đạo. Mỗi 1.5 giây nó sẽ hồi phục một cái lượng máu bằng cái tuyệt học đó là 2% lượng sinh lực tối đa. Rất nhiều nha anh em, ví dụ như anh em có một cái lượng máu khoảng 3 triệu máu. 1% chúng ta hồi phục được bao nhiêu anh em? 1% là khoảng 30.000 máu.
2% là 60.000 máu và anh em kết hợp thêm cái hiệu suất phục hồi nữa thì cái lượng máu đã tăng lên rất là nhiều nha. Quá căng thẳng, như vậy là trận chung kết đầu tiên đã kết thúc, mình vẫn không biết được team nào đang chiến thắng. Không biết được anh em ạ, không biết được. Bởi vì không có thành viên nào bị hạ gục cả. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đến trận chung kết thứ hai. Theo anh em thì team nào sẽ giành được chiến thắng ta? Ở bên này chúng ta có hai tiêu dao lực chiến, một con 54, một con 46. Bên này chúng ta có hai tiêu dao, một con 54, một con 49. Tính ra bên này hơn một cái con 49, hơn con 46 3 triệu ha. Rất khó đoán nha anh em, rất khó đoán. Rồi, rất hồi hộp, mình đang chờ trận chung kết thứ hai và hy vọng ở trận chung kết này chúng ta sẽ có những điểm hạ gục với các thành viên của hai chiến đội. Anh em thấy là những cái trận chung kết Đại hội Võ Lâm ở bên server Trung Quốc, lúc nào mình tường thuật lại cho anh em những trận chung kết bên này rất hấp dẫn. Và như vậy là trận chung kết hai bắt đầu rồi anh em ơi, bây giờ mình sẽ tiếp tục hoàn chiến về các nhân vật, đó là Tiêu Dao. Anh em thấy là mới vào đầu thì họ đã lao vào để kết thúc những con đồng hành trước, để tránh những con đồng hành búp các trạng thái có lợi cũng như là gây đam. Đó là một cách để anh em có thể giảm được cái lượng sát thương mình nhận vào. Rồi, giao tranh nào anh em ơi, đánh khô máu luôn. Ai yếu máu thì ta dồn đam người đó. Tiêu Dao là môn phái phải dựa vào khả năng BK rất nhiều nha anh em. Chúng ta phải xác định mục tiêu để kéo, lướt, lóc, thất thám các kiểu. Như vậy là các thành viên của các chiến đội vẫn đang full máu rất nhiều anh em ạ. Rồi, Huyền Thủy mất máu, Huyền Thủy đã bật được bằng băng và Huyền Thủy đã hồi lại lượng máu rồi. Khá là nguy hiểm trong tình huống vừa rồi cho Huyền Thủy. Huyền Thủy là môn phái hỗ trợ rất tốt, nhưng nếu bị liên tục những trạng thái khống chế tàn phế thì khả năng Huyền Thủy không hỗ trợ được đâu cho đồng đội rất cao nha anh em. Tiếp tục lóc lên ba thành viên, rất đẹp luôn, sát thương được tung ra nữa anh em ơi, tuyệt vời. Rồi, Huyền Thủy rất may, Huyền Thủy đã bật kịp bằng băng anh em ơi, một chút xíu nữa là Huyền Thủy phải lên bài điểm số rồi. Rất căng thẳng trong tình huống vừa rồi, bây giờ Huyền Thủy đang cố gắng tiếp tục bật bằng băng rồi và Huyền Thủy đã hồi phục lại lượng máu. Chỉ một giây nữa thôi là chiến đội màu xanh có thể kết thúc được Huyền Thủy của chiến đội màu đỏ. Như vậy Huyền Thủy là mục tiêu bị công kích nhiều nhất anh em ơi, bởi vì Tiêu Dao rất khó kết thúc. Tiếp tục bị lóc lên. Cả hai chiến đội vẫn còn đủ 3 thành viên em mà, và như vậy họ tiếp tục lao vào giao tranh. Lượng máu đã được hồi phục rồi. Wow, bị đóng băng rồi anh em ơi, chỉ còn khoảng 6 giây nữa, 5 giây nữa, 4 giây, 3 giây, 2 giây và 1 giây. Như vậy chiến đội nào sẽ giành chiến thắng đây? Kết quả đã có rồi anh em ạ. Chúng ta đã thấy được chiến đội giành chiến thắng rồi. Đó chính là chiến đội với mốc lực chiến nhỉnh hơn, đó là 49, 54, 50. Họ đã giành được chiến thắng trước chiến đội có mốc lực chiến đó là 49, 46 và 54 anh em ạ. Phải nói là cả hai chiến đội đã cống hiến cho chúng ta những tình huống BK rất đẹp mắt đúng không anh em? Quá tuyệt vời. Phải nói là những trận chung kết Đại hội Võ Lâm ở bên server Trung Quốc luôn đánh đến những giây phút cuối cùng. Phải nói là rất hay. Còn bên Việt Nam thì mình thì thôi quá lẹ anh em ạ. Vào quơ quào một cái là xong đúng không? Tại bên chúng ta thì đa số là anh em chơi các phái mà nó dạng sốc đam, chích yểu hoặc là chúng ta có auto hỗ trợ thì nó sẽ lại khác ha. Như vậy là trận chung kết tam đấu Đại hội Võ Lâm tại server Trung Quốc đến đây đã kết thúc rồi. Và mình sẽ hẹn anh em vào cái trận chung kết ngày mai, đó là trận chung kết tứ đấu nha anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu ra để theo dõi cái video này. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai.